Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy câu cho mọi người xem và lựa chọn mua nhé. Đầu tiên là một con máy câu này, con này mình sẽ bán với giá khuyến mãi siêu rẻ cho mọi người nhé. Con máy câu con này là của thằng nào? Ryobi, đúng rồi. Con này Ryobi nha mọi người, Ryobi sản xuất tại Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Con này thì thân carbon, cấu carbon luôn. Đấy, thân carbon nhá. Đấy. Ồ, không phải Hàn Quốc, con này China mọi người. Mình nhớ nhầm. Con này Ryobi China xuất Nhật nhá. Đấy. Đảo tay trái phải được. Hiện tại nó đang nằm bên tay trái. Đấy. Tay thì đảo tay được bình thường. Đấy. Con này size của nó là 3000 nha mọi người, size 3000. Đấy. Ok. Hôm nay bán con này khuyến mãi cho mọi người. Đây. Ratio của nó là 4.6, cước vào cước số 3 vào 280 mét, số 4 vào 190 mét và số 5 vào 150 mét nhé. Khuyên ra cước còn đẹp này, khuyên đá này. Đấy. Đấy. Con này rất là giá trị cho mọi người, mình bán với giá khuyến mãi. Đấy. Số 1 150.000 nha mọi người, 150.000. Ok, bị mắc cái tem, mắc cái nắp cái tem rồi này. Đấy. Tiếp theo số 2 là một con máy này 6 bombering nha mọi người, chạy 6 bombering. Đấy. Con này là của thằng nào đây? Đây. Utter nha mọi người, double hand là hai tay nè, tay đôi nè, tay đôi đây, tay đôi nha mọi người, dòng AX series. Đấy. Rất là mực nha mọi người. Ok. Này khóa này, khóa đứng cứng ngắc luôn nha mọi người. Đấy. Mở. Ok. Có thông số cước gì không? Double hand. Không thấy thông số cước, nó bị mờ mất rồi mọi người. Thông số cước nó bị mờ rồi. Con này là size khoảng 3000 nha mọi người. Con này size 3000 nhá. Đấy, con này size 3.000 rưỡi á. Đấy, khuyên ra cước còn đẹp luôn này. Rồi, con này con số 2 giá 500 nhá, số 2 500. Ok. Tiếp theo số 3 là một con máy Suzumi size 1500. Suzumi size con này 1500 nha mọi người, cấu kim loại này, cấu kim loại. Đấy. Máy in Korea xuất Nhật nhé, Korea xuất Nhật. Đấy. Dòng spin filter này. Đấy, chạy rất là mượt, khóa một kiểu này, mở này. Ok, khuyên ra cước đẹp luôn. Đấy. Côn. Đấy. Vào cước 1.5 là vào 180 mét, cước số 2 là vào 130 mét và cước số 3 vào 90 mét, ratio là 5.3. Ok. Con này con số 3. Số 3 250.000. Số 4
số 4 là một con máy Shimano Aero 5000 carbon và titanium nha mọi người. Carbon và titanium. Đấy. Dòng này chạy ball bearing nha. Đấy. High speed. Ok. Con này da băng nha mọi người, da băng này. Đấy, giá của nó là 350.000. Size 5000 nha. Con này cấu tỉnh nha mọi người, cấu tỉnh. Khuyên ra cước con đẹp này. Đấy. Đảo tay trái phải và gập tay đều được nha. Đảo tay trái phải và gập tay đều được. Đấy, tay đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, khóa. Mở này. Ok. Mắc cái giắc cước. Này. Cước số 3 vào cước số 2 vào 300 mấy, cước số 3 vào 200 mấy nhá. Cái này cố tỉnh, cố nông. Đấy. Con này là con số 4. Số 4. Số 4 350.000 nha mọi người. Số 5 là một con máy Daiwa chạy ball bearing. Con này mã ST750, size thật của nó tầm cỡ size 1.5-2.000 nha mọi người, size 2.000. Chất liệu là carbon này, chất liệu là carbon. Đấy. Ok. Ngoại hình đảo tay trái phải được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Made in Japan. Khuyên ra cước còn đẹp này. Đấy, cối này. Hay mà có thông số cước gì không? Con này thông số của nó kéo được gần 5 kg cá. Cước số 2 vào 200 mấy, số 3 vào 150 mấy và số 4 vào 100 mấy nha. Ok. Con này con số 5. Đó là số 5 nha mọi người. Số 5, 300. Số 5, 300. Số 6 là một con máy Olympic. Thân kim loại, cấu kim loại. Con này size 700. Đấy. Con này size 700 nha mọi người. Size 700. Radio của nó là 4.56. Đây, kim loại. Tem tiết đều nổi hết nha mọi người, đều khắc nổi hết. Này. Ball bearing, tem tiết rồi. Con này rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Cấu này, cấu kim loại nha. Khá đẹp, con này sưu tầm cũng được nè. Da băng nha. Da băng. Đây. Cước số 1.5 vào 220 mấy, cước số 2 vào 170 mấy, số 3 vào 115 mấy, số 4 vào 80 mấy và số 5 vào 65 mấy. Ratio là 4.56. Đấy. Khuyên ra cước đẹp. Rồi, khóa một chiều này, mở ra. Ok. Đảo tay trái phải và gập tay đều được nha. Đảo tay trái phải và gập tay đều được. Đấy. Con này là con số 6. 6 nha mọi người. Size 700 nha mọi người. Size 7-800. Đấy. Số 6. Tiếp theo, số 7 là một con máy Daiwa dòng Switchfire,
Size thật của nó là 2000 nhé. Cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy này. Đấy. Khuyên ra cước còn đẹp này, ok này. Đấy. Con này cối nông nha. Đấy. Con này sản xuất ở China, xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Tay đảo tay trái phải và gập tay được hết nha mọi người, đảo tay trái phải và gập gọn được. Đấy. Này, khóa này. Ok. Con. Ok nha mọi người. Đấy. Màu hình nhìn cho kỹ. Đấy. Rồi. Số 7. Số 7 400. Số 8 là một con máy Olympic. Số 8 một con máy Olympic, thân kim loại, cối kim loại luôn nha. Thân kim loại, cối kim loại, chạy ball bearing DC2000. Mã DC2000, con này size thật tầm 4000, 4500 nha. Size thật của con này tầm 4500. Đấy, 4000, 4500. Ngoại hình của nó. Tem nè, tem kim loại in nổi luôn nha mọi người, tem kim loại in nổi luôn. Đấy. Khắc nổi chứ không phải in nổi nè. Nó khắc nổi luôn. Đấy. Đây, khóa một chiều ở này. Ok. Giá băng nha mọi người, giá băng đây nè. Giá 450.000. Đấy. Khuyên ra cước còn đẹp này. Ok. Cước số 2 vào 490 mấy, số 3 vào 380 mấy, số 4 vào 280 mấy, số 5 vào 220 mấy và số 6 vào 175 mấy. Đấy, ratio của nó là 4.56. Đấy. Size thực của nó mình nói rồi, 4000, 4500. Đấy. Ok. Này là số 8. Số 8 nha mọi người. Tiếp theo số 9 là một con máy Daiwa dòng Switch Fire. Đấy, Daiwa dòng Switch Fire nha mọi người. Đấy. Switch Fire này. Size thật của nó là 3500. Size thật của nó 3500 nha. Đấy. Made in China, China xuất Nhật nha mọi người. Đấy. Tay đảo tay trái phải được nè, đảo tay trái phải và gập tay được nha. Đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Đấy, khóa này. Khuyên ra cước còn đẹp luôn. Chạy ball bearing hết nha. Có ball bearing nha mọi người. Cước số 4 vào 200 mấy, số 5 vào 150 mấy. Cái này cối nông nha. Này, thắng ABS nè. Thắng ABS nè. Đấy. Này. Ok. Con này con số 9. Số 9, 500. Số 10. Số 10 là một con máy Shimano dòng AA-Alex. Đấy, AA-Alex. Đấy, con này thông số cước của nó vào cước của nó là cước số 2 vào 220 mấy. Số 2.5 là vào 185 mấy, số 3 là vào 150 mấy và số 4 vào 100 mấy. Đấy. Con này size 3000 đấy nha mọi người. Size 3000. Đấy, ngoại hình của nó.
tay thì biết rồi, đảo tay trái phải và gập tay đều được, đảo tay trái phải và gập tay gọn được nhé. Khóa một chiều này, khóa một chiều này, đấy, mở này, ok. Đấy. Khuyên ra cước còn đẹp nhá, khuyên ra cước còn đẹp này. Ok. Con này giá 700. Con này là con số 10. Số 10. Giá 700 nha mọi người. Made in Malaysia nhá, Malaysia xuất nhập. Số 10. Con này cấu kim loại nha mọi người, cấu kim loại nha. Cấu con này là cấu kim loại nha. Thân kim loại, cấu kim loại. Ô, thân phải kim loại không? Thân là thân carbon gì á. Đấy. Số 10, 700. Thân này thân carbon, graphic không ghi carbon. Mà chắc con này là carbon thôi. Đấy. Ok. Đấy, xong 10 con máy. 1 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Đấy, hôm nay mình cũng lay được 10 con máy này cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người xem có thể ủng hộ kênh của mình, mà ai đã đăng ký rồi thì ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, comment, chia sẻ, nói chuyện nhé mọi người. Đấy, để ủng hộ giúp mình. Còn ai chưa đăng ký thì có thể đăng ký thêm nữa, vừa like vừa chia sẻ rồi vừa đăng ký thêm kênh để xem tiếp những video sau nhé. Đấy. Những ai có comment hoặc là like thích đồ nhiều, comment nói chuyện vui vẻ, ủng hộ cho mình nhiều á, thì bên mình, mọi người biết rồi, có những buổi live stream mình tặng máy cao cần cao cho khách. Đấy. Và có nhiều anh là được tặng là máy lăn rồi. Đấy, có nhiều anh thì chưa được tặng lần nào, nhưng tại vì cũng có con máy nhưng mà chưa tích lũy đánh độ được tặng, từ từ rồi sẽ đánh lượt hết nha mọi người. Đấy. Và mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786555599, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và lúc mọi người nhận hàng thì được phép mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy, có gì thì mọi người alo cho bên mình ngay để đôi bên cùng phối hợp giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không chịu xem hàng rồi để nó xảy ra tình trạng lỗi phải gãy vỡ gì đó rồi phải báo cho mình, thì mình sẽ không giải quyết những trường hợp đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.